Rồi, Điện Máy Làm Việc xin được kính chào anh em cùng các bác. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bác cùng quý anh em cái mẫu máy bắn cốt laser 12 tia của Makita. Đấy, con này thì là 12 tia nhé các bác các anh nhé. Rồi đi kèm với nó thì gồm có đầy đủ các phụ kiện như chân đế này, sạc này, sách hướng dẫn sử dụng này. Và em có tặng kèm cho các bác một quả pin dự phòng nhé. Máy của nó đi kèm một pin, em tặng thêm một quả pin là 2. Rồi điều khiển của nó đây anh em ạ. Mắt của nó rất sáng luôn nhé. Độ chuẩn cao, độ chính xác cao luôn. Đấy, rất nhạy luôn. Anh em có thể điều khiển từ xa hoặc là điều khiển trực tiếp trên núm ở trên trên thân máy luôn được ạ. Đấy, anh em xem thực tế đấy ạ. Độ nhạy của nó rất là cao, mắt rất sáng, chính xác. Bên em chuyên bán cho các bác thợ đi làm công trình công trường. Đi kèm với nó thì gồm có một hộp chứa này. Một chân, chân của nó thì cao 1m2 nhá, anh em nhé các bác nhé. Đấy, chân của nó cao 1m2. Rồi các bác thợ nghề cùng anh em có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0943 733 686. Bên em miễn phí ship toàn quốc nhé. Giao hàng, hàng đến anh em cứ kiểm tra đầy đủ luôn, thử mắt hộ em luôn.